Trang và ông Việt xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình TV Shopping. Quý vị thân mến, làm ấm không gian tức thì, tạo giấc ngủ sâu, êm ái và đặc biệt là phòng ngừa các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp khi thời tiết giao mùa hoặc là trời trở lạnh. Có lẽ nói tới đây thôi thì quý vị cũng có thể đoán ra được Âu Việt đang muốn nói tới sản phẩm gì rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là máy sưởi điện, một sản phẩm không thể thiếu đối với rất nhiều người mỗi khi mùa đông tới ạ. Vâng, chính xác là như vậy. Bảo vệ bản thân và giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển mùa, nhất là đối với trẻ em và người già là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, lựa chọn sản phẩm nào chất lượng, an toàn khi sử dụng thì không phải là điều dễ dàng. Bởi trên thị trường hiện nay có quá nhiều dòng sản phẩm đến từ các thương hiệu khác nhau. Và chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý khán giả máy sưởi điện halogen HC300, sản phẩm tới từ công ty cổ phần Quý Phát, doanh nghiệp 2 năm liên tiếp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Và đây cũng chính là sản phẩm đang được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá cao trong suốt thời gian qua. Điều đầu tiên phải nói tới đó chính là về thiết kế của sản phẩm máy sưởi điện Hachimitsu halogen HC300 này. Thiết kế rất nhỏ gọn, tinh tế, không tốn nhiều diện tích, dễ dàng di chuyển và có thể sử dụng linh động cho nhiều không gian khác nhau trong gia đình của bạn. Vậy sử dụng máy sưởi thì có tốn nhiều điện không? Đây có lẽ là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi sử dụng các thiết bị gia đình. Bật mí với quý vị khán giả, khi sử dụng máy sưởi Hachimitsu halogen HC300 thì quý vị không cần phải lo lắng về vấn đề này, bởi mức tiêu thụ điện năng đối với dòng sản phẩm này là rất thấp. Điện áp của máy chỉ là 220V trên 50Hz, đạt công suất từ 400W lên tới 1200W. Vâng ạ, các bộ phận cấu thành chiếc máy sưởi Hachimitsu halogen HC300 này bao gồm 7 bộ phận, đó chính là công tắc nguồn, vỏ mặt sau, tấm phản xạ, lưới bảo vệ, bộ phận làm nóng, vỏ mặt ngoài, chân đế. Vâng, công suất của máy sưởi thì được chia làm 3 mức nhiệt tương ứng với mức thấp nhất là 400W, tiếp tới là 800W và cao nhất là 1200W. Quý vị có thể tự điều chỉnh với mức nhiệt mình mong muốn. Đặc biệt, máy sưởi halogen HC300 sở hữu góc quay 90 độ và do đó thì người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh quạt tỏa nhiệt đều cho cả căn phòng. Tiếp tới chúng ta sẽ đi vào cách lắp đặt và sử dụng chiếc máy này. Bước 1, ghép hai mảnh của đế quạt vào với nhau. Bước 2, ghép từng mảnh của đế quạt vào chân đế. Bước 3, xoáy lại vòng nhựa ren để cố định chân với đế quạt. Và đừng quên đặt quạt sưởi ở nơi bằng phẳng, khô ráo, đảm bảo quạt sưởi luôn tiếp xúc với bề mặt phẳng, không bị nghiêng quý vị nha. Vâng, rất là đơn giản đúng không ạ? Trong ngày Âu Việt thực hiện những cái thao tác lắp đặt vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là các chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể dễ dàng lắp đặt được ạ. Vâng ạ, chỉ với một khoảng thời gian rất ngắn sau khi cắm chiếc máy sưởi Hachimitsu halogen HC300 này thôi mà bản thân tôi cảm thấy không gian xung quanh đang ấm dần lên rất là nhiều rồi. Chắc là chị Thu Trang cũng có thể cảm nhận thấy là như vậy. Và không biết rằng là sản phẩm này thì chúng ta có dễ dàng vệ sinh không chị Trang? Dạ vâng, thưa anh Âu Việt, thưa quý vị khán giả, điều mà anh Âu Việt lo thì cũng không phải bận tâm đâu ạ, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể vệ sinh máy dễ dàng bằng khăn mềm hoặc là dung dịch tẩy rửa chùi nhẹ. Tuyệt đối là chúng ta không dùng nước này, xăng hay là các dung dịch khác để vệ sinh sản phẩm. Đặc biệt là phải đảm bảo luôn tắt và rút ổ cắm ra để máy chúng ta hết nóng mới tiến hành vệ sinh quý vị nhé. Sau khi vệ sinh hay là bảo dưỡng thì quý vị phải chờ cho thiết bị khô hẳn thì mới sử dụng hoặc là cất đi. Quý vị cũng cần hết sức lưu ý không để quạt nằm nghiêng, bởi đèn halogen được thiết kế nằm dọc, dây tóc trong ống sẽ rất dễ bị đứt. Do đó hãy nhớ đặt quạt thẳng đứng tại nơi bằng phẳng quý vị nhé. Cảm ơn Thu Trang xin phép được chia sẻ một vài chú ý nho nhỏ khi sử dụng máy sưởi Hachimitsu halogen HC300. Thứ nhất, luôn dùng đúng điện áp 220V. Thứ hai, luôn đặt máy thẳng đứng lên bề mặt phẳng, khô ráo. Thứ ba, không để các chất dễ cháy nổ gần máy và không được cho tay vào lồng máy khi máy đang chạy hoặc là đang nóng. Thứ tư, không che đậy bề mặt máy sưởi khi đang sử dụng. Và thứ năm, không cho trẻ em, người mắc bệnh không kiểm soát được hành vi tiếp xúc với máy khi đang sử dụng để tránh gây bỏng. Thứ sáu, không dùng nước, xăng, dầu hay là các chất hóa học khác để lau chùi máy, tránh trường hợp chập điện. Thứ bảy, sau khi sử dụng, cần xoay đúng vặn về vị trí không và rút điện ra khỏi nguồn điện. Cuối cùng, nếu xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng thì không được tự ý tháo gỡ, chỉnh sửa hay là thay thế linh kiện không chính hãng mà phải liên hệ trực tiếp tới trung tâm bảo hành của công ty để được tư vấn và sửa chữa quý vị nhé. Một sản phẩm quá tuyệt vời đúng không ạ? Hãy nhanh tay truy cập vào website hachimitsu.com.vn hoặc là liên hệ tới hotline 024-3540-1821 hoặc 024-3540-1822, hoặc quý vị có thể liên hệ tới các đại lý gần nhất của công ty cổ phần Quý Phát để sở hữu ngay cho mình sản phẩm với mức giá vô cùng hấp dẫn quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, có máy sưởi Hachimitsu halogen HC300, giờ đây chúng ta sẽ không còn phải lo lắng khi thời tiết chuyển lạnh nữa phải không ạ? Và còn rất nhiều những sản phẩm khác công ty cổ phần Quý Phát sẽ xuất hiện trong chương trình TV Shopping của chúng tôi tới đây. Đừng quên gặp lại chúng tôi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.